Mình sẽ có nhiều thời gian đầu tư môn tin học được không? Bây giờ mình sẽ trong lúc mình học thì mình sẽ cố gắng là mình tập trung mình học nhá. Khi nào mình căng thẳng quá thì mình sẽ nghỉ giải lao một chút, được chưa? Nhưng mà trong lúc học thì đừng đừng có làm việc riêng, bởi kẻo là mình sẽ bị phân tán, là mình không nhớ được kiến thức, là mình sẽ làm hiệu quả học nó bị giảm đi. Nó rất là mất thời gian của mình luôn, rất là mệt nhỉ. Nếu mà mình học giỏi rồi mà mình nắm được chắc kiến thức rồi thì số buổi học của mình nó sẽ giảm đi, là mình cũng sẽ có thời gian chơi, phải không con? Thế nếu mà mình mà học mãi mà mình chưa hiểu cái dạng này thì đâm ra là ngày nào mình cũng phải học, thế có phải là mệt không? Đúng không? Thà mệt một lúc nhưng mà mình được chơi còn hơn là mình ngày nào cũng mệt mà chả giải quyết vấn đề gì, đúng không? Hôm nay mình học giọng mới nhá. Ở đợt trước thì cô trò mình ôn bạn một dạng toán có lời văn, con nhớ là dạng toán gì không? Đợt trước là mình ôn một dạng toán có lời văn và Bài dạng giải, bài giải. bài giải, nhưng mà dạng toán gì con biết không? Có một dạng toán mà cho biết tổng rồi. Số lớn số bé À, số lớn số bé, nhưng mà tổng gì, dạng toán đấy là tổng gì? Tìm hai số khi biết gì? tổng hiệu À, tổng hiệu. Bây giờ mình ôn lại một chút bài cũ nha. Tổng hiệu thì sẽ phải tìm số lớn và tìm số. bé Số lớn thì mình làm nào? Tìm số số lớn lớn thì là tổng cộng hiệu chia hai tổng cộng hiệu chia hai đúng rồi, tổng cộng hiệu và chia cho hai số bé. tổng trừ hiệu chia hai Ồ, tổng trừ đi hiệu chia hai. và chia cho hai, đúng không? Đó. Đây là dạng toán lớp 4 mình học. Thế nhưng mà và bây giờ trước khi mà sang cái dạng toán của ngày hôm nay á, thì con có hay xem bóng đá không? Dạ không. Không hả? Thế con có nghe câu là tỷ số bàn thắng giữa đội của Pháp và đội của Việt Nam là tỷ số đang dẫn, Pháp đang dẫn đầu với tỷ số 3-2. Nghe thấy chưa? Tỷ số là 3-2, khi đó là Pháp là đang được bao nhiêu bàn thắng? Dạ ba. Việt Nam là bao nhiêu bàn thắng? Dạ hai. Đúng rồi. Như vậy tỷ số ở đây mình hiểu nhá. Tỷ số giữa nghĩa là hai số cho chia cho nhau, ví dụ đây. Tốt là nhìn nó hơi lạ lạ. Tỷ số chứ nó sẽ được viết dưới dạng phân số. Đó, một số được cho được viết dưới dạng phân số, người ta gọi là tỷ số. Bây giờ mình vào ví dụ luôn cho dễ hiểu nhá. Cô nói đơn giản này, tỷ số là gì? Là lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai. Tỷ số giữa đội Pháp và đội Việt Nam, có nghĩa là mình sẽ lấy ba số bàn thắng của đội Pháp chia cho số bàn thắng của đội Việt Nam. Tỷ số của số bàn thắng của đội lớp 5A với bàn thắng của đội lớp 5B thì mình sẽ lấy số bàn thắng của lớp 5A và chia cho số bàn thắng của lớp 5B. Chia đó được viết dưới dạng phân số. Cái dấu gạch ngang, ví dụ 3 phần 2. Cái dấu gạch ngang này mình hiểu bản chất nó là phép tính gì cả lớp con nhỉ? Trong số Phân số, nhưng mà cái dấu gạch ngang này con hiểu bản chất nó là phép tính gì con biết không? là hai Đây đây đây, dấu này này. Nó là dấu nó là gì, có phép tính gì con biết không? giờ Nó là tỷ phép tính số chia. Dấu này hay thì nói là phép tính chia, hiểu không? Ví dụ nha, vì sao cô nói thế? Ví dụ như là 6 phần 3 theo con thì bằng bao nhiêu? Mình rút gọn đi. số phần ba bằng 2/1. 2 phần 1 thì chính là bằng 2 đúng không? Thế vậy 6 phần 3 chính là 6 chia cho 3 thì bằng 2, con hiểu không? Viết dưới dạng phân số bản chất của nó là một phép tính chia nhá. Bây giờ mình vào một ví dụ này. Ở trên lớp con đã được học dạng toán về tỷ số chưa? Được chưa? Bây giờ mình học luôn, để hôm nay mình vào là mình sẽ xung phong phát biểu ý kiến nha. Bài 1 này. Bài 1. Tìm hai số có tổng là 30 phẩy tỷ số là 3/2. Xong chưa?
Bây giờ nhá, trước khi vào bài này mình có cô phân tích này, bây giờ mình cũng phân tích bài toán này cho biết cái gì. Bài toán cho biết gì? Bên trong biết tổng là 30, tỷ số là 3 phần 2. Đúng rồi, tổng là 30 và tỉ số là 3 phần 2. Mà chúng mình ở lớp 4 mình đã học rồi. Tổng của mấy số? Tổng của hai số đúng không? Thế dạng toán tổng hiệu thì nó sẽ có một số như thế nào? Một số lớn hơn và một số ít hơn. Đúng rồi, thì dạng toán về tổng tỉ cũng sẽ gồm có một số lớn và một Biết. số bé. Mà số lớn cộng với số bé bằng bao nhiêu? Đấy, tổng số lớn cộng với số bé có phải là một tổng không? Đúng rồi, thế vậy tổng bằng bao nhiêu đây? 30. Số lớn cộng với số bé bằng 30. Đúng không? Vậy con nhìn vào cái tỉ số này thì ở đây sẽ tương ứng với hai số. Một số sẽ là 3. 3 phần và một số sẽ là 2 phần. Hiểu không? Khi là để cái bài đối với cái bài toán này mình sẽ vẽ sơ đồ. Cái số lớn sẽ là cái số chiếm nhiều phần hơn, còn cái số bé sẽ là cái số chiếm ít phần hơn. Được chưa? Nhìn vào đây cô vẽ sơ đồ này. Đối với dạng toán này thì bước quan trọng nhất nó khác với lại dạng toán tổng hiệu. Bình thường khi mà làm bài toán tổng hiệu thì con không cần thiết con phải vẽ sơ đồ. Nhưng đối với bài toán tổng tỉ là con phải vẽ sơ đồ. Nhớ chưa? Con vẽ sơ đồ để con hình dung ra. Vậy ở đây cô có số lớn và số bé nhá. Để cô xóa này đi. Đó. Xóa cho này. Bây giờ nhìn này. Hai số cần tìm sẽ phải có một số lớn và một số bé. Cô viết số lớn. Hay là số bé trước đi. Đúng không? Chúng ta số bé trước cho dễ nhìn. Bé và số lớn mình vẽ sơ đồ. Cái tỉ số này sẽ tương ứng với số phần của từng số. Ví dụ cái số này thì có thấy là số 2 là bé hơn thì nó sẽ tương ứng với số phần của số số bé. Nó sẽ là mấy phần con nhỉ? Hai phần Hai, đơn hai mà số bé sẽ hai là mấy, đúng không? Số bé sẽ là 2 phần, còn số lớn sẽ là mấy phần? số lớn 3 phần Giỏi luôn. Số lớn sẽ là 3 phần. Mà tổng hai số này bằng bao nhiêu? Mời con nhìn lên bảng nào. ba Tổng cộng hai không, tổng hai hai số năm này bằng bao nhiêu? thì bằng Tổng hai năm số đề bài người ta cho đây này, tổng hai số bằng bao nhiêu? 30 Đúng rồi. Tổng hai số bằng 30. Bây giờ nhìn này, bây giờ nhìn nhìn nhìn, nhìn lên trên bảng mới nhìn đấy. Tức tổng hai số bằng 30 tức là số lớn. Đâu rồi, cái bút của cô đâu rồi? Đây đây này. Tổng hai số 30. Tổng hai số 30 tức là nhìn lên đây nào. Số lớn, cô viết tắt nhá, cộng với số bé thì bằng 3. 30 đúng không? Bây giờ con nhìn này, 30 này nó tương ứng với mấy phần? Đây 30 nó tương ứng với mấy phần đây nhỉ? nhưng Số mà lớn cộng. Sao chắc không? Đây. là Mấy phần này? Lấy số bé, số lớn cộng với số bé thì bằng 30. Số lớn, số bé có mấy phần? Số bé có mấy phần này? thì số bí 2 phần Đúng rồi, số lớn có mấy phần? thì số lớn 3 phần Thế vậy là tổng 30 tương ứng với mấy phần tất cả? Mấy phần đấy? Lấy số bé cộng với số lớn tức là lấy 2 cộng với. năm ba ba Đúng rồi, vậy 30 sẽ bằng mấy phần? 30 bằng 5 phần. Đúng không? Rồi, bây giờ mới để ý này. 30 tương ứng với 5 phần thì con muốn tìm được số bé bằng bao nhiêu, con phải tìm giá trị của mấy phần? Con phải biết một phần số này bằng bao nhiêu. bí tổng tổng của số bí số lớn. Không, không không đúng. Nghe, nghe cô phân tích con đang nhìn cái gì ở dưới vở vậy? Nghe cô phân tích này. Cái này. Từ từ khi nào cô bảo chép mới chép, lúc cô đang giảng đừng đi vội nhá. Được chưa? Khi nào rồi chúng mình giảng xong thì chúng mình sẽ có một thời gian để chúng mình ghi. 30 tương ứng với 5 phần, vậy một phần sẽ bằng bao nhiêu? Hay nói luôn này, một Một phần bằng bao phần nhiêu? bằng năm. Là 5 bằng 5. Nghe lại, nghe lại. Cô có 10 cái kẹo, đúng không? Cô có 10 cái kẹo. Cô sẽ cho 5 bạn. Vậy một bạn sẽ có mấy mấy cái? Hai cái. Đúng rồi, vậy là con đang tìm số kẹo của một bạn, con làm nào bằng 2? Giờ lấy 5 chia 2, 5, 10 chia 5. Đúng rồi, chia cho số phần, lấy tổng số kẹo của cô là 10 cái, đúng không? Chia cho số bạn. Thì bây giờ con nhìn này. Cô có tổng bằng 30. Của hai số đấy bằng 30 mà 30 lại tương ứng với 5 phần, con hiểu đây là 5 bạn đi. Đúng không? 30 cái kẹo mà ở đây có 5 bạn. Thế vậy một bạn sẽ bằng bao nhiêu? Làm Mười phép chia tính gì? năm Làm phép tính gì nhỉ? thì lấy 30 chia cho năm Bằng mấy? cho sáu. Đó chính là bước con tìm giá trị của một phần. Con hình dung ra chưa?
Ồ, vậy là chúng mình đi qua hai bước. Bước một là con vừa tìm xem ở cái 30 tương ứng với bao nhiêu phần ở đây, chính là con đang tìm tổng số phần, đúng không? Đúng rồi, tổng số phần. Con lấy số phần của số bé là mấy phần? Là số bé có mấy phần đây? Số bé hai phần, Đúng rồi, cộng với số phần của số lớn là mấy phần? số phần của số lớn là 3 phần, 3 phần thì bằng tất cả là mấy phần? 15. 5 phần, đúng không? Đó. Bây giờ sau khi mà con tìm được là có tất 30 tương ứng bao nhiêu phần rồi thì con sẽ tìm ra giá trị của một phần, đúng không? Thì con phải biết một phần bằng bao nhiêu thì con mới tìm được tất cả chứ, đúng không? Thế là bước 2 mình sẽ tìm giá trị, chưa cần ghi đâu con ạ. Giá trị của một phần. Đó, mình sẽ làm phép tính gì để tìm giá trị của một phần nhỉ? Lấy tổng và lấy 30 chia cho số phần là bao nhiêu nhỉ? Mình vừa tìm được Cho sao? hai người chia cho Không được năm chia cho hai mà con phải chia cho mấy? và năm Đúng rồi, con chia, con lấy tổng số kẹo con chia cho số bạn năm thì sẽ tìm ra số kẹo của một bạn. 30 chia 5 bằng mấy? năm chia năm sáu. Đúng rồi, giá trị của một phần bằng 6. Bây giờ con mới xét tiếp này. Một phần này bằng 6. Đây nhá, nhìn vào đây này. Đây. Một phần này bằng 6, đúng không? Thế một phần này cũng bằng mấy? Dạ 6, Mỗi 12. một phần này bằng 6, đúng không? Rồi, bây giờ con nhìn ra chưa? Làm thế nào để tìm được số bé chưa? Làm nào tìm được số bé nhỉ? Đây, số bé là bằng bao nhiêu con vừa tìm đây? Dạ 6, 6 cộng 6 à? Có mấy phần? 12. Mấy phần? Dạ 12 phần. Đấy, giá trị của một phần nhân với số phần là có mấy phần đây? Dạ 12. 6 nhân 2 thì bằng mới 10. 2. 12. Từ đấy con tìm được số lớn không? Số lớn là bằng gì nhỉ? Cộng hiệu Thì mình lại lấy gì? dạ 6 x 6 x 6 18. Ê, 6 nhân mấy lần 6? Trời, mấy lần số 6? 6 x 3. Đúng rồi, nhưng mà bình thường con có thể làm như vậy. Thế nhưng mà thường mình đâu cần phải vận dụng đến phép tính nhân nữa cho nó khó ta. Mình biết một số rồi, tìm số còn lại tương tự như cách cách làm của bài toán tổng hiệu ấy. Lấy tổng trừ đi một số có ra số còn lại không? Cấm trừ đi một số, ra số còn lại. Dạ đúng Ừ, đúng không? Có phải lấy 30 là tổng, con trừ đi số bé con biết chưa? Trừ đi 12 thì bằng bao nhiêu? Cần gì phép tính nhân nữa cho nó khổ ra, đúng không? 30 trừ 12 bằng bao nhiêu? 20 trừ 12. Ừ. 10, 20, 20 trừ 2. 20, đúng 18. Đúng rồi, ra chưa? Ra chưa? Ra số lớn, số bé là Yeah. 12, số lớn là 18, cộng vào có bằng 30 không? Ừ, đúng rồi, vậy là mình đã hình dung ra cái bài này chưa? Bước 1, khi mà làm bài này thì chúng mình phải làm gì đã? Vẽ sơ đồ đã. Được chưa? Vẽ sơ đồ. Được chưa? Bước 2 đây, đây phải chỉnh lại thành bước 2 là mình tìm cái gì? Thứ hai thì chắc Tìm tổng số. là Tổng số phần bằng nhau đúng không? Bước 3 mình tính giá trị của một phần. chắc tên giá trị Của mấy phần? mà hai phần. Của một chữ. Của một thì mình mới tìm được chữ, đúng không? Giá trị một phần đây này. Bước 3 mình mới tìm đến số bé và tìm số lớn. Đây là cô tìm số bé trước, thế mình có tìm được số lớn trước không? Dễ mà. Giá trị của một phần nhân với số phần số lớn nó sẽ ra, đúng không? Bây giờ nhá, bây giờ con ghi này, bài bài này con ghi như sau. Con vẽ sơ đồ xong rồi hả? Con ghi Chưa tổng ra chưa? vẽ. Chưa vẽ hả? Vẽ chưa? Thì cô hướng dẫn ghi. Dạ con viết cách gọi. Con ghi số bé hai chấm, đừng có ghi tổng cái này vội, giải xong bài mình ghi chốt lại các bước giải ở dưới. Con này, con trình bày lời giải của bài này đi đã. Con chép về xong con ghi bài giải. Bài giải. Xuống dòng. Con ghi ta có. Đừng ghi tao có sơ đồ nhá. Ghi chữ ghi ghi chữ ta cách chữ cờ đó nhá. Có nhiều bạn ở trên lớp cô là ghi ta với xong rồi chữ cờ cạnh với chữ chữ A, thế thành tao có sơ đồ là bị không hiểu luôn đấy nhá. Ta có sơ đồ số bé số lớn. Con vẽ sơ đồ ra, số bé có mấy phần? Số bé có hai phần, Đúng rồi, mình vẽ hai phần ra đi. Số lớn mấy phần? số lớn 3 phần. Đúng rồi, mình vẽ ba phần cho cô nha.
và tổng của nó ngoặc ở đây bằng bao nhiêu? Tổng bằng bao nhiêu nhỉ? Tổng hai số Tổng là hết hai số là 30, bao đúng không? Tôi có nhìn vào bài để xét đấy. Bây giờ bước 1 mình sẽ tính cái gì? Câu lời giải nào? nhiêu? Gần giải. Tìm số phần này này. Tổng số phần bằng nhau. Ghi đi nào. Tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần Bằng nhau. bằng nhau xong. Mấy cái tính gì đây? Chắc là trừ Ô, không tổng mà lại trừ con. cộng 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 Mấy cộng? Cô bé có mấy phần? số bé hai ở ba hai phần hai phần Đúng rồi, cộng với số lớn là mấy phần này? số lớn là 3 phần Vậy cộng 2 cộng 3 bằng gì? cộng 3 bằng 5. Đơn vị là phần. Ghi xong chỗ này chưa? Ghi xong chỗ này chưa? Số phận. Ừ. Ghi xong chỗ này chưa? Ghi xong chưa không? Sắp rồi. Đây, con ghi đi. Sắp Đúng không? Bước 1 con tìm tổng số phần bằng nhau, bước 2 con tìm gì? tổng số phận bằng nhau bước đi là tìm Giá trị. hai cái. Giá trị của một phần. Con trả lời câu hỏi thì con trả lời này. Giá trị của một phần là giá trị của một phần là phép tính gì đây nào? Là phép tính gì để tìm giá trị của một phần nhung đấy nhỉ? Gì 30 tương ứng với mấy phần? Hai cái này gộp lại đúng không? Nó ta? tương ứng với tất cả mấy phần đây? 30 cái kẹo cho mấy bạn đây? Ba mươi cái kiểu cho một hai ba bốn năm sáu hai ba mươi cái kiểu cho sáu bạn Sáu năm bạn năm bạn năm bạn năm bạn Ồ, đúng rồi. Vậy con muốn tìm giá trị của một phần thì con một bạn, tức là tìm số kẹo của một bạn thì con phải lấy tổng số kẹo để con chia cho số bạn đúng không? Mà tổng số kẹo cô bằng mấy? Cô có bao nhiêu cái kẹo đấy? vậy cô có 30 cái kiểu. Cô có bao nhiêu bạn? Đấy, cô có mấy bạn đây? Năm bạn. Cô sẽ lấy kẹo 30 cái kẹo cô chia cho 5 bạn thì mỗi bạn cô được mấy cái? Mười cái kẹo chia cho 5 bạn mỗi bạn được mấy cái? Chi tiêu Nào trả lời cô đi. thì có 10 cái kẹo cô chia cho 5 bạn thì mỗi bạn được mấy cái? sáu Là nào còn 6 nhỉ? hay đang mươi chín năm một Đúng rồi, phải chia cho. Đấy là mình đang tìm giá trị của một phần nhé con nhé. Nào trả lời đi nào. Giá trị của một phần là mình lấy tổng. giá trị một phần là Mình lấy tổng chia cho tổng số phần bằng nhau. Chính là mình vừa tính đấy. Thì mình được 6. xong chưa? Đi chưa con? rồi. Con đi xong con phải bảo cô nhá, không muốn ngồi đợi sẽ mất thời gian này. Sau khi con tìm được giá trị của một phần rồi thì bây giờ con mới tới cái hàng bước tiếp theo, đó là con tìm số bé hoặc số lớn đúng không? Ví dụ mình tìm số bé. Số bé có mấy phần? Số bé hai phòng. Đúng rồi, giá trị của một phần tức là một phần bằng 6 thì mình nhân với số phần của nó là nhân với 2.
đúng không? Chỗ này phải trả lời đầy đủ này. Số vé là hai chấm, mình lấy giá trị của một phần nhân với số phần thì bằng bao nhiêu? Giá trị một phần là giá trị một phần, giá trị một phần Đấy, giá trị một phần vừa tìm xong, xong mấy đấy? một Nói sáu chứ. sáu nhân hai Đúng ba rồi, bằng. mười hai. Đúng rồi, sau khi tìm được số bé rồi, có tìm được số lớn không? Số lớn là mình lấy cái gì? Biết một số rồi. Lấy tổng trừ đi số còn một số hạng thì sẽ tìm được số hạng còn lại đúng không? Mà tổng bằng 30, một số mình vừa tìm là bao nhiêu đây? 12. 30 trừ đi 12 bằng 40 trừ à 20 trừ 20 đấy, trừ 20 30. Ừ, bằng 18. Bây giờ mình đi đáp số này. Cô về bên này hết bảng, cô không muốn chuyển bảng nữa, cô đi đáp số đây nhá. gì có khó. Đáp số mình mới làm quen nên mình cảm thấy thế rồi. Thực ra bài này không khó. Số lớn, số bé. Số lớn bằng bao nhiêu? Số Mười mấy đấy nhỉ? Mình nên nói, nhìn lên bảng nào. Trả lời số lớn đâu, số lớn bằng bao nhiêu đấy? lớn Đúng rồi, đi luôn, số lớn là 18. Số bé bằng, số bé bằng 12. rồi con ghi đáp số con không được gì chỗ này đâu nhá, con phải ghi xuống dưới nhá. Tôi có hết bảng, con ghi đây, con chép xong chưa? Cái này thì xong chưa? Ghi xong chưa? Số số lý 12 số Mười mấy? 10 18 Rồi, bây giờ mình chốt lại các bước giải này. Bây giờ mình chốt lại các bước giải cho cô này. Mình chốt lại các bước giải Đi cho giường cô mới này. học mà nhìn thấy nó hơi buồn ngủ vậy tôi. Ôi trời ơi, trời ơi. Đây bài toán thì mấy số cái tổng và tỉ đúng không? Bước 1 phải làm gì con nhỉ? Vẽ. Đầu tiên Vẽ gì? vẽ sơ đồ. Đúng rồi, search đồ đúng không? Bước 2. À, tìm cái gì đây? Như, kiểu gọi là cái số lớn á. À, không phải số lớn mà. 30 tương ứng bao nhiêu phần? Chính là mình đang tìm tổng số phần bằng con dựa vào cái câu lời giải của con lúc nãy á. Cái kép ấy, rồi câu lời giải trong đầu của con ấy. Câu lời giải thứ hai của con là gì? Tổng, tổng gì nhỉ? Gọi là số Đúng số rồi, tổng số phần là đúng không? Số phần bằng nhau đi đi. Bước 3, sau khi mình tìm tổng số phần bằng nhau thì mình biết phải viết cái gì? Giá trị của một phần, số giá trị của một phần con ạ. Con chép vào đi nhá. Bước 4 là mình tìm số bé hoặc mình tìm số gì, số lớn tùy mình, tìm số nào trước cũng được lớn đúng không? là cậu. Không cậu, số lớn thì bằng giá trị của một phần nhân với số phần của số lớn, còn số bé bằng giá trị của một phần nhân với số phần của số bé, hiểu không? Rồi bước 5 là mình làm gì? Tìm số Lúc nãy mình tìm số bé thì bây giờ mình phải tìm số lớn. Còn ngược lại, nếu lúc nãy mình tìm số lớn thì bây giờ mình phải tìm số số bé. Nào hình dung ra chưa? Vậy bài toán giải bằng tìm hai số thì biết tổng bao nhiêu, phải giải qua mấy bước?